Ủa mẹ, vừa mẹ thấy gì hả? À không có chuyện gì đâu con. À, thôi đi về nấu luôn, trễ rồi. Ủa bữa nay nhà mình nấu toàn món ngon không vậy chị Giang? Hôm nay giỗ ba mà em. Con thật sự không nhớ cái ngày gì hả con? À con nhớ chứ, con nói giỡn á. À mẹ mà cúng không chưa? Con đói bụng quá à. Tiên nè, sao sáng giờ chị gọi em qua không được vậy? Chị gọi em á toàn thuê bao luôn á. À, sáng giờ em đi mua túi tại điện thoại nó hết pin á. À chị với mẹ coi nè, túi có đẹp không? 100 triệu lận á. Cái gì? Con nói cái túi con mua hơn 100 triệu hả? Hôm bữa con nói con hết tiền mà. Sao mẹ em có nhiều tiền dữ vậy? Đúng là hôm bữa con than với mẹ con không có tiền thiệt. Mà anh Tuấn á, anh cho tiền con mua túi á mẹ. Thằng Tuấn cho tiền con?